Đây là đàn hươu của gia đình anh Lê Hồng Luyện, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, chăn nuôi từ cuối năm 2022. Học hỏi kinh nghiệm từ những người nuôi trước, anh Luyện xây dựng chuồng trại và sân chơi cho đàn hươu tự do chạy nhảy, phù hợp với đặc tính hoang dã của giống vật nuôi này. Sau hơn 1 năm chăn nuôi, con hươu giống cái đã sinh sản thêm một con hươu. Con hươu mẹ còn lại cũng đang mang bầu, dự kiến khoảng 3 tháng nữa sẽ đón hươu mới. Đầu năm 2023, anh Luyện đã khai thác cặp nhung đầu tiên với giá bán hơn 8 triệu đồng. Bước đầu, đàn hươu đã cho những tín hiệu tích cực về giá trị kinh tế, giúp anh Luyện tin tưởng vào định hướng phát triển sinh kế mới, thêm động lực phát triển đàn vật nuôi. Ban đầu tôi mới nuôi thì là cũng tìm hiểu cách nuôi, cách chăm sóc. Và cũng sau một thời gian là nó cũng cho sản phẩm, là tôi cũng đã được cắt nhung một lần rồi. Và nó hai con cái lấy về thì cũng đã sinh sản, cũng đã có con. Thì tôi thấy là nuôi con hươu này thì nó cũng có tiềm năng, có thể là phát triển kinh tế. Nếu mà nuôi cái số lượng rất là nhiều, tính ra là cái thu nhập thì nó cũng gọi là tương đối. Anh Luyện là một trong 9 thành viên thuộc chi tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi hươu thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Đây là chi hội nghề nghiệp nuôi hươu đầu tiên được thành lập tại địa phương. Hiện tổng đàn hươu của các hội viên thuộc chi hội là 28 con. Là một trong những vật nuôi giá trị cao, lại phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, năm 2022, chi hội nghề nghiệp này đã được thành lập để phát triển sinh kế cho hội viên nông dân, phát triển mô hình chăn nuôi có hiệu quả. Tham gia vào chi tổ hội nghề nghiệp, các thành viên có thể hỗ trợ nhau về kinh nghiệm chăn nuôi, trao đổi con giống và xuất bán sản phẩm trong quá trình chăn nuôi. Hiện nay là cái đàn hươu thì trên của nhóm tổ hội là đang sinh trưởng và phát triển tốt. Thế thì cũng có những hộ nuôi trước đấy một năm thì cũng có lãi rồi. Thế thì còn lại thì hầu như là đều sinh sản hết và đều cho cắt sừng hết hàng năm. Hàng năm là chi hội vẫn có tổ chức là tổng kết, báo cáo đầy đủ. Sau đó là tham gia đóng góp và đúc rút các kinh nghiệm trong quá trình nuôi của từng hội viên. Người có công mang các mô hình chăn nuôi hươu sao phát triển tại Hà Giang, một tỉnh miền núi phía Bắc như hiện nay là bà Nguyễn Thị Tuyết, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên. Hươu vốn là giống vật nuôi phổ biến nhiều ở các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, nhận thấy khí hậu, địa hình và nguồn thức ăn của địa phương phù hợp với giống vật nuôi này lại cho giá trị kinh tế cao. Năm 2009, gia đình bà Tuyết là hộ đầu tiên chăn nuôi hươu sao với phương pháp bán hoang dã tại địa phương. Đây là những con hươu được nuôi nhốt tại các chuồng riêng để thu hoạch nhung. Với đàn hươu được 24 con, dự kiến khoảng tháng 2 năm sau, gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết sẽ cho cắt nhung. Một năm, một con hươu đực có thể cho thu từ 1 đến 2 cặp nhung. Một cặp nhung hươu cắt tại chuồng đang được bán với giá 12 triệu đồng. Khởi điểm từ 5 con hươu giống ban đầu, đến nay, đàn hươu của gia đình bà Tuyết đã phát triển hơn 70 con. Tôi thấy cái ở Nghệ An ấy là có cái giống hươu này. Thì là ở trước đây là cũng có ông anh ở trong đấy, ông ra ngoài này thì ông cũng mang ra để nuôi. Thế là thấy cái hiệu quả kinh tế của nó rất là cao mà cũng chăm sóc thì cũng rất là bình thường. Chăn nó cái gì nó cũng ăn. Các loại cỏ rồi các loại cây lá nó đều ăn hết, rất là dễ chăn nuôi. Mà cái dịch bệnh thì nó lại ít nên là tôi chuyển đổi sang nuôi hươu từ năm 2009. Thì đầu tiên thì tôi cũng nuôi cũng mua có 2 con đực thôi và 5 con cái. Rồi sau này nó sinh sôi nảy nở ra là đến giờ là thành đàn hươu tương đối là đông. Nuôi hươu thành công đòi hỏi nhiều công sức, nhưng để bán được sản phẩm cũng không phải dễ dàng. Theo người chủ trang trại này, nhung hươu là sản phẩm có giá thành cao. Vì vậy, để thuyết phục được khách hàng, người chăn nuôi phải nắm vững được kiến thức về công dụng, cách sử dụng và bảo quản để tư vấn cho người mua. Để nhiều người biết đến những sản phẩm của gia đình, bà Tuyết thường xuyên đăng tải hình ảnh về trang trại và sản phẩm để tiếp cận được với đông đảo khách hàng của trong và ngoài tỉnh. Đối với những khách hàng trong địa bàn tỉnh,
bà Tuyết thường khuyến khích khách hàng đến trực tiếp trang trại để tận tay cắt và mua nhung hươu. Điều này không chỉ gia tăng độ uy tín của sản phẩm mà còn giúp bà thiết lập được mối quan hệ thân thiết với những khách hàng tiềm năng. Nói chung là nhà tôi thì để cho khách hàng tiếp cận với lại cái sản phẩm của mình, thì chúng tôi cũng quảng cáo qua mạng rồi Facebook rồi Zalo. Nếu mà nhung hươu là về đây họ cắt trực tiếp, xong là mình làm sạch sẽ cho họ, xong là hướng dẫn họ là về ngâm rượu như thế nào, ngâm mật ong như thế nào, thì là cái cách đấy là mình phải hướng dẫn họ. Sau nhiều năm phục vụ uy tín, trang trại dần có được một lượng khách hàng thân quen. Chính những người sử dụng sản phẩm lại giới thiệu khách hàng cho mô hình, từ đó tệp khách hàng của trang trại ngày càng được mở rộng. Năm 2021, sản phẩm hươu và nhung hươu của trang trại đạt danh hiệu top 50, tự hào thương hiệu đất Việt. Cũng trong năm 2021, sản phẩm nhung hươu của gia đình bà tiếp tục đạt chứng nhận OCOP của tỉnh. Từ những chứng nhận này, thương hiệu của mô hình ngày càng được khẳng định uy tín, thu hút thêm nhiều khách hàng tìm đến giao dịch. Mỗi năm, doanh thu của trang trại lên đến 600 triệu đồng, trong đó riêng lợi nhuận đạt trên 200 triệu đồng. Dự kiến năm 2024, trang trại xuất bán ra thị trường khoảng 30 cặp nhung hươu. Bên cạnh những sản phẩm nhung hươu, một phần lớn doanh thu của trang trại đến từ việc xuất bán hươu giống. Năm 2023, gia đình bà Tuyết xuất bán gần 50 cặp hươu giống cho người chăn nuôi cả trong và ngoài địa bàn tỉnh. Đặc biệt, đối với những hộ dân trên địa bàn huyện Vị Xuyên, khi mua giống tại trang trại, bên cạnh việc hướng dẫn kỹ thuật, bà cũng hỗ trợ tiêu thụ nhung hươu cho họ. Mình là người thật việc thật, vì mình nuôi tại nhà này mà mình họ đến đây là mình sẽ trao đổi cái kinh nghiệm cho họ, và họ cũng đi tham quan là họ cũng thấy hươu của nhà mình là cái chất lượng của nó rất là tốt, mà mình chăn nuôi là mình là nông dân là thuần túy nên là họ cũng rất là tin tưởng, mà mình có bảo hành, mình nuôi bán cho họ là mình có bảo hành đàng hoàng, chở lên tận nơi, nếu có nhu cầu thì chở tận nơi, bắp xuống tận chuồng. Nhận thấy hiệu quả từ giống vật nuôi mới, hội nông dân các cấp cũng tích cực hỗ trợ nhân rộng trên địa bàn huyện. Với sự chung tay vào cuộc từ đảng ủy, chính quyền, hội nông dân các cấp, mô hình chăn nuôi hươu sao được nhân rộng trên địa bàn huyện Vị Xuyên đã giúp tạo sinh kế cho nhiều hộ chăn nuôi, đáp ứng nhu cầu của thị trường về những sản phẩm có giá trị cao từ con hươu, nâng cao đời sống người dân, từ đó mang lại diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn. Hiện nay, huyện Vị Xuyên đã có 9 trên 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 5 xã so với năm 2016. Riêng xã Trung Thành, qua việc phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người được nâng cao, từ đó góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã. Tháng 9 năm 2015, xã Trung Thành đã về đích nông thôn mới. Với sự thành công của mô hình chăn nuôi hươu sao này, nhiều tiêu chí liên quan đến tổ chức sản xuất kinh tế nông nghiệp nông thôn đã được hoàn thiện, tiếp tục giúp xã Trung Thành cán đích nông thôn mới nâng cao năm 2023. Trong những năm qua thì nói mô hình nuôi hươu là một trong những mô hình mà đã cũng đem lại hiệu quả và lớn trong cái việc là hỗ trợ vào cái việc là thực hiện cái tiêu chí nông thôn mới, đem lại cái thu nhập cho người dân, cơ bản về thu nhập của hộ gia đình là cao và họ đạt được hiệu quả kinh tế là giúp cho xã là nâng cao được cái nông thôn mới. Khởi đầu từ năm 2009, tới nay đã có 8 xã trên địa bàn huyện Vị Xuyên có mô hình chăn nuôi hươu sao. Nhiều chi tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi đã được thành lập. Cùng với sự chung tay hỗ trợ của các cấp ngành địa phương, giống vật nuôi mới này dần trở thành vật nuôi mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ dân tại địa phương.